shop độ đèn xe máy Sonan. Xin chào các bạn, trước mặt mình là chiếc xe Vision năm 2021 nha quý vị. Đó, được độ lên công tắc mở đèn và bóng đèn chiếu sáng chính nha, rất là chất luôn. Chiếc xe này rất là đẹp nha quý vị nha. Đó, đây là chiếc xe trong những chiếc xe mà các chị em phụ nữ đang rất là thích hiện nay ha. Bóng đèn zin nha quý vị, bóng zin nó không sáng bằng bóng đèn led mà nó nóng, rất là nóng nha quý vị nha, rất là nóng luôn ha. Mình cũng có một cái video lúc trước mình làm một chiếc xe Vision năm 2021 luôn, cũng cháy, do nó cháy nhựa trong, do mở bóng đèn này lâu quá quý vị nha. Quý khách kia thì mở đèn mà chạy đu đai đó các bạn, nó cháy luôn cái miếng nhựa trên ha. Mình cũng có một cái video mình đăng cho các bạn xem ha. Rồi ok, mở đèn đi em ơi. Rồi ok nha, rất là sáng nha quý vị nha. Để mình quay ngược lại cho các bạn xem. Rồi tắt đèn. Thì chiếc xe này mình đã làm công tắc tắt mở đèn, điều khiển được. Khi các bạn muốn mở đèn thì các bạn mở, còn các bạn không muốn mở đèn thì các bạn tắt ha. Mình điều khiển được ha, ánh sáng. Với đèn zin á thì mà các bạn đề máy lên nó sáng, nó rất là ảnh hưởng rất là nhiều người các bạn nha. Ban ngày rồi mà chạy lưu thông ngoài đường thì nó sáng hoài không tốt ha. Giờ mình điều khiển được ánh sáng rồi. Rồi mở đầu code em. Bóng đèn led nè, độ sáng màu vàng nha quý vị, không gây chói mắt người đi ngược lại mà cho ra cực kỳ tốt nha, sáng rất là tốt luôn ha. Rồi ok, mở pha tất nhiên sẽ chói nha quý vị, pha tất nhiên sẽ chói nha. Rồi tắt đèn luôn. Rồi ok, đây là shop mình ha, địa chỉ 235 đường Phan Anh, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân ha. Số điện thoại là 0346669686. Số điện thoại này mình có kết nối thêm Zalo, các bạn có nhu cầu tìm hiểu thêm thì kết nối Zalo mình nha. Đó, đặc biệt là mình thấy chiếc Vision năm 2021 cái đờ mi rất là đẹp các bạn thấy không? Đó, đờ mi cực kỳ đẹp luôn ha. Thành chữ móc câu lên, các bạn nhìn rất là sang trọng nha, ở ngoài nhìn rất là sang luôn á. Rồi, đây là số điện thoại của mình ha. Đó. Bóng này là bóng SHB L8 nha quý vị nha, chính hãng L8 nha. Lăn đi ha. Đó. Rồi mình quay đằng sau cho quý vị xem, xe này chưa lấy biển số luôn nha. Đây là công tắc mở đèn. Rất là chế ra thẩm mỹ nha quý vị nha, chế thủ công nhưng mà rất là thẩm mỹ nha. Mở code, các bạn thấy không? Ánh sáng màu vàng nha. Code nè các bạn, pha nè. Mạnh hơn zin 8-9 lần zin luôn vậy nha, đèn zin không bao giờ sáng được vậy nha. Rồi xe này mới chạy được 60 cây số nha, của một chị gái chưa lấy biển số luôn vậy nha. Rồi cảm ơn rất là nhiều đã ủng hộ shop nha. Vision năm 2021 thì nó không có tắt mơ đèn nữa vị ha, thì mình làm rất là đẹp ha.